Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với các bài tập bụng dưới hiệu quả nhất để đốt mỡ cái phần bụng dưới của các bạn cực kỳ tốt. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên. Các bạn sẽ đặt tay ở phía dưới, chồm đầu lên khỏi mặt đất một chút và đá hai chân, duỗi mỗi chân ra với một biên độ rộng nhất có thể. Vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 2, xoay người đạp xe trên không. Các bạn sẽ giữ lưng của các bạn ở góc cỡ 45 độ, xoay liên tục khuỷu tay chạm đầu gối luân phiên. Vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 3, các bạn sẽ chồm đầu lên một chút, không để phần đầu chạm đất, gồng co cơ bụng, hai chân khép mở đang xen nhau không chạm đất. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 4, nâng người chữ V và chỉ nâng bằng một chân. Các bạn nâng chân phải lên, lên, thở ra, xuống, hít vào, chân không chạm đất. Bắt đầu vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 8, nâng chữ V chỉ nâng bằng một chân bên trái. Các bạn nâng lên, thở ra, xuống, hít vào, chân không chạm đất. Bắt đầu vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 6, giữ đầu không chạm đất, chân không chạm đất, hai chân đánh nhẹ luân phiên nhưng không chạm đất, cách đất cỡ 10 cm. Vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài tiếp theo, các bạn giữ lưng cỡ góc 45 độ, duỗi co chân, kéo sát vào bụng, hít thở đều trong lúc tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài cuối cùng, các bạn giữ tư thế chống thẳng tay với tư thế plank cơ bản như thế này. Gồng cơ bụng trong lúc tập, hít thở đều. Vào tập. Go. 30 seconds.
25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, các bài tập bụng dưới vừa rồi rất hiệu quả để các bạn giảm mỡ bụng dưới, nhưng sẽ không nhiều bạn có đủ sức để tập theo hết video được. Nên nếu muốn có một chương trình phù hợp hơn đối với sức của bạn, đối với thể trạng của bạn và khả năng tập luyện của bạn để thay đổi vóc dáng của bạn, thì cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rai Long Fitness để được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rai Long Fitness.